Xin chào cô, các bạn. Con tên là Đặng Nguyên Hoàng. Thì hôm nay con sẽ thuyết trình về bài chiến đấu của Việt Nam qua bài lập trình này. Đầu tiên, khi bấm vào lá cờ xanh, sẽ có một chữ start hiện lên và dần dần biến mất. Và có nền màu đỏ. Khi bắt đầu thì nó sẽ chuyển sang hình nền màu xanh và chúng ta sẽ đi bấm vào chuột phải, chuột trái để di chuyển cái máy bay Việt Nam và sẽ có một bài hát khác lên. Quả bom và máy bay địch Pháp sẽ rơi xuống và nếu như chúng ta chạm vào nó thì chúng ta sẽ bị mất máu, còn nếu như bắn trúng nó thì nó sẽ biến mất. Tôi chết là cô có lấy nhầm bài à? Thì con lấy bài chuẩn của mình đi, nhanh lên. Rồi. Cái link mà con gửi lên trên phần bài tập về nhà ấy có đúng không? Dạ đúng rồi, đúng link này không? Đây, thế cô gửi cái link này cho con này. Đấy, cô gửi cho con lại cái link bài của con đấy. Xem bài này có đúng hay không. Bài này đúng rồi cô. Thế thì con trình bày xong chưa? Trình bày tiếp đi. Mình thích trình lại cô. Thì bài này có khác gì bài kia không? Đã có, bài kia nó bị lỗi. Thế thì con trình bày lại đi. Xem là lỗi ở phần nào thì phần này sửa như thế nào. Xin chào cô, các bạn. Con tên là Đặng Nghi Hoàng. Hôm nay con sẽ thuyết trình bài chiến đấu của Việt Nam qua bài lập trình chiến đấu của Việt Nam. Đầu tiên khi bấm vào lá cờ xanh thì sẽ có một cái hình star xuất hiện và dần dần nó sẽ biến mất và sẽ có một bài hát hát lên. Nó có một hình nền màu đỏ. Khi bắt đầu chơi nó sẽ chuyển sang hình nền màu xanh dương. Chúng ta sẽ phải bấm vào chuột phải và chuột trái để di chuyển máy bay Việt Nam. Khi chạm vào bom hoặc là máy bay địch thì máu sẽ giảm xuống. Hoặc khi bắn trúng bom hoặc máy bay địch thì chúng ta sẽ được cộng thêm 2 điểm. Nếu như điểm được tròn 50 thì chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu như canh máu hết thì chúng ta sẽ thua. Khi chúng ta thắng sẽ có một hình nền thắng hiện lên. Còn khi chúng ta thua thì sẽ có một hình nền thua hiện lên. Rồi, bây giờ con sửa code cho cô thành là lớn hơn 10 điểm là thắng đi. Và con chơi thắng cuộc để cô xem chức năng thắng cuộc của con hoạt động có tốt không. Chức năng thua cuộc
Con để ở trong phần thanh máu. Ừ, chức năng thua cuộc của con là tốt rồi, bây giờ con chơi chức năng thắng cuộc, cô xem nào. Thì để thắng là để lớn hơn 10 thôi, là thắng cuộc, đừng để lớn hơn 50, chơi lâu lắm. Con sửa cốt đi, lớn hơn 10 là chiến thắng đi. Các bạn phía sau cũng thế nhá. Khi mà trình diễn như này thì chúng ta nên để chức năng thắng cuộc cũng vừa phải thôi, đừng có để nhiều quá, để nhiều quá là chơi lâu mất thời gian. Mình để khoảng lớn hơn 10 điểm thì đấy thôi nhá. Con để lớn hơn 10 điểm thôi con. Khi mà điểm của chúng ta bằng 10 hoặc là lớn hơn 10 thì sẽ có một hình nền thắng hiện lên như thế này. Rồi, ok. Và tất cả mọi thứ sẽ dừng lại. Để làm được thắng và thua như vậy thì mình sẽ phải tạo một thanh máu và chuyển từng trang phục cho nó. Khi chạm vào máy bay địch và bom chạm vào máy bay Việt Nam thì thanh máu sẽ chuyển sang một trang phục khác. Còn nếu như muốn chiến thắng thì nếu như mà điểm bằng 10 hoặc là điểm lớn hơn 10 thì sẽ thắng. Trong phần này, con thích nhất là phần làm cho máy bay Việt Nam, tại vì nó có rất nhiều khối lệnh hay. Trong lúc làm, con gặp một số vấn đề sai sót ở phần đạn, bom và máy bay quân địch, nhưng qua tham khảo và cách chỉ của cô thì con đã sửa lại được. À, Huy Hoàng à, còn muốn chia sẻ điều gì nữa không con? Bài lập trình con lại đến đây hết. Rồi, còn thiếu câu gì nữa con nhỉ? Con cảm ơn. Bài lập trình của con đến đây là kết thúc. Con cảm ơn các cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn bạn Huy Hoàng. Đâu rồi, những cái bông bó hoa chúc mừng của các bạn trong lớp mình dành cho bạn Huy Hoàng đâu rồi? Cô chưa thấy bay lên gì cả. À rồi, rồi, Rồi cô ơi, rồi rồi ba đứng rồi, cô cảm ơn phần trình bày của bạn Huy Hoàng. Cô mời bạn Tùng Dương nào nhận xét về bài của Huy Hoàng nào. con cho cô bài của Là nhận bạn xét về phần thuyết trình, sau đó là nhận xét về kỹ thuật lập trình. Và thứ ba là về đồ họa nha. con cho cô bạn thuyết trình đồ và đồ họa thì con thấy cũng đẹp. Về kỹ thuật lập trình thì thế nào? Có đầy Thì đủ chức tôi năng cơ bản không? có Ừ, có chức năng nâng cao nào không? con thấy là Rồi, chức năng cơ bản là những gì con kể cô xem nào, xem là có hoạt động tốt không nào. cô cơ bản là các ấy cốt mà cô đã dạy
Nhờ cái cô này. Con đọc tên lên đi. À, mình Cô có là chức năng thắng cuộc, thua chức cuộc, chức năng thanh máu, thì các chức năng này hoạt động có tốt không con? năng, cô là đại bạn có chức năng thanh máu và các nhân vật đa dạng, cốt thì đầy đủ rồi ạ. Ừ, rồi, cô cảm ơn con. À, cô nhận xét về bài của Huy Hoàng nhé. Thì về phần thuyết trình của con này, thì con trình bày đủ các bước, khá là trôi chảy. Có đoạn đầu thì hơi úng một tí, đoạn sau thì trôi chảy hơn. Lúc bạn con có nói là về bấm cái chuột trái chuột phải để di chuyển máy bay, thì không phải là bấm chuột trái chuột phải, mà phải nói là bấm phím mũi tên trái và bấm phím mũi tên phải, bạn Huy Hoàng nhé. Về kỹ thuật lập trình thì con có đầy đủ các chức năng cơ bản mà cô đã hướng dẫn, và các chức năng này cũng hoạt động ổn định rồi. Thì còn các chức năng nâng cao nữa thì con nếu có thời gian thì con sáng tạo thêm để cho nó chương trình nó hấp dẫn hơn nhé. Về đồ họa thì con có sáng tạo khi mà thêm được cái lá cờ Việt Nam và lá cờ Pháp ở trên thân của máy bay, đúng không? Đấy, con cho các bạn xem cái hình ảnh máy bay của quân ta với quân địch đi. Máy bay quân ta trước. À, đây quân địch thì có cờ Pháp đúng không? Đấy, máy bay quân ta thì có cờ Việt Nam, thể hiện cái trận chiến giữa Việt Nam và Pháp đúng không nào? Rồi, cô cảm ơn phần trình bày của bạn Huy Hoàng. Bây giờ